Xin chào tất cả mọi người. Và như cái video trước Hoàng Anh đã có chia sẻ thì ngày hôm nay Hoàng Anh xin nói thêm về cái việc mình có thể nhận biết nước hoa thật, nước hoa giả. Thì đối với mùi của nước hoa mình ngửi lên mình không thể nào mình phân biết thật hay giả hết. Bởi vì có thể là họ dùng cái nước hoa thật xong rồi họ pha ra thì mình sẽ không biết được. Nhưng mà cái thời gian ở lâu trên da bạn hay không thì bạn sẽ biết được nước hoa thật, nước hoa giả. Nhưng mà bạn có biết rằng là nếu như mà bạn đã mua chai nước hoa đó về rồi, bạn đã xài rồi thì bạn sẽ không thể nào trả lại được. Bởi vì ở Việt Nam rất là nhiều người thích nước hoa lắm, thích nước hoa mà hàng hiệu để mà mình có thể xài tốt. Không phải là mình mê đồ hiệu hay gì hết, nhưng mà mình muốn được có cái chất lượng. Nhưng mà cái mà mọi người hay gặp á là mình mua nước hoa online thì mình gặp cái hàng giả mà mình lại không có trả lại được, không có giống như ở một số quốc gia khác. Cho nên cái điều mà Hoàng Anh muốn mấy bạn được biết đó là mình hãy cẩn thận khi mà mình mua trên những cái trang mạng. Bởi vì cái thứ nhất là bạn của Hoàng Anh á có hỏi Hoàng Anh là cái giá để mà bạn Hoàng Anh muốn bán về Việt Nam, nhưng mà Hoàng Anh đưa cái giá là giá của sản phẩm ở trên website thì nó rất là cao, và bạn Hoàng Anh có nói là cái ở Việt Nam cái giá nó thấp hơn rất là nhiều, cho nên Hoàng Anh cũng thắc mắc hoài. Và nên Hoàng Anh muốn làm cái video này để chia sẻ đến tất cả các bạn những cái thông tin mà Hoàng Anh biết được. Thì khi mà bạn mua hàng, nếu như mà bạn mua online thì Hoàng Anh nghĩ là bạn nên mua trực tiếp từ cái trang web chính của cái sản phẩm đó. Ví dụ như bạn thích Chanel hoặc là bạn thích Dior thì bạn lên chính cái website đó, bạn thấy nó bằng tiếng Anh, bạn mua trực tiếp nó sẽ an toàn cho bạn hơn. Còn nếu như mà bạn cảm thấy là mua như vậy á, cái hình thức thanh toán hoặc là cái shipping nó rất là mất thời gian và nó complicate cho bạn quá thì bạn cứ ra ngoài bạn mua. Có những cái cửa hiệu người ta vẫn bán nước hoa thật chứ không phải là không có, nước hoa xách tay, nước hoa thật vẫn có. Nhưng mà bạn nên kiểm tra trước khi mà mình mua hàng thì bạn nhờ cái cô bán hàng đó kiểm tra cái thông tin của cái thẻ. Thì như mà Hoàng Anh được biết, khi mà Hoàng Anh hỏi trực tiếp với nhân viên bán hàng của Chanel ở trong mall đó thì họ có tư vấn cho Hoàng Anh là nên gọi cho cái bộ phận hỗ trợ khách hàng, hoặc là mình check online cái series, hoặc là trước đó thì mình có thể research những cái thông tin của để mà nhận biết hàng thật hàng giả thì nó sẽ tốt hơn cho bạn. Bởi vì ở Việt Nam rất là nhiều cơ sở hoặc là rất là nhiều cái trang web bán hàng không có đúng với chất lượng mà họ đã quảng cáo, và bạn phải bỏ ra một số tiền đã rất là lớn rồi. Thật ra một chai nước hoa 2 triệu bạn trả 1 triệu 2 nó rẻ hơn 800 ngàn, nhưng mà cái chất lượng coi như là không có, coi như là những chai nước hoa rất là bình thường. Cho nên Hoàng Anh mong là bạn hãy cẩn thận hơn về cái việc lựa chọn nước hoa. Và cái điều mà Hoàng Anh muốn chia sẻ ở đây để mà nhận biết nước hoa thật, nước hoa giả thì bạn có một cách rất là dễ dàng, đó là nãy giờ anh cũng chia sẻ đó, là bạn consider cái giá tiền. Bạn có biết là cái giá tiền đó, nếu như mà họ quá thấp, thấp hơn ở nước ngoài mình ship về nữa thì bạn cũng nên suy nghĩ lại là tại sao mà họ có được cái giá thấp như vậy. Tại bởi vì á, Chanel hay là một số cái hãng lớn khác thì họ chỉ bán giá tốt cho những cái người đại lý của họ mà được cấp phép thôi. Còn ngoài ra những cái người mua mua đi bán lại thường á thì phải mua giá rất là mắc, mua giá theo giá website giá online. Thì theo Hoàng Anh được biết thì Hoàng Anh sẽ gửi đến bạn một cái đoạn phỏng vấn trực tiếp của Hoàng Anh với cái cô bán hàng này để các bạn nghe và có thể biết thêm nhiều chi tiết và học thêm một tí tiếng Anh nữa nha. You can take pictures of it. Oh no, I can sure do the research. The thing I want is the real people talk to me, and here in America, that's why. Yeah, I didn't do in the bad purpose, you know. I know what you mean. So, can you tell me again that how can we recognize that the real one? Yeah, so you just need to make sure that the seller who you're buying it from mm-hmm. is from Chanel. So they have to be a retailer that's from Chanel. Mm-hmm. And then you also have to make sure that it has the Chanel seal on there that says that it is really from Chanel. Because a lot of the fakes will have something that looks similar, but it's not identical. And so you just want to make sure and double check that you're buying it from a retailer that is
actually with Chanel. And you can go online to their customer service number and call, and they can verify it for you to see if they are an actual retail seller of Chanel. Oh, how do we call them, and then which information should we give? So it's them? Online. You just go online and you look up customer service for Chanel, and they will verify it for you. They're the hotline that gives you all the information. But which information in the bottle that we should use? That's tricky because every single product is different. So there's no easy answer to that. You have to call the Chanel customer service number. Then by the smell, we cannot realize that which one is fake and then which one is true. Correct, yeah. Oh, yeah. Okay. You have to call Chanel and make sure that it's a retailer by Chanel that sells it. Okay, thank you so my much. My pleasure. Thank you. And let me sit you down and give you a, you want to try out our new foundation? Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì những video sau Hoàng Anh sẽ chia sẻ thêm về những cái mặt hàng mỹ phẩm khác, ví dụ như là lotion, ví dụ như là son môi hay là mắt, những cái sản phẩm mà Hoàng Anh đang được sử dụng tại đất nước Mỹ này. Và Hoàng Anh mong muốn các bạn cũng được sử dụng những cái sản phẩm này, bởi vì ở Việt Nam họ bán cũng khá là mắc chứ không có rẻ, nhưng mà chất lượng lại không tốt, thì Hoàng Anh lại không có thích điều đó. Nên Hoàng Anh mong muốn là các bạn được xài những cái sản phẩm tốt của những cái quốc gia khác, họ làm đầy đủ đúng chất lượng cho mình và đúng cái giá tiền mà mình đã mua, đã chọn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hãy subscribe cho Hoàng Anh và hãy comment bên dưới những cái đóng góp. Ví dụ như Hoàng Anh nói chuyện chưa có hay, chưa có rõ ràng về cái chủ đề, thì bạn có thể comment bên dưới với Hoàng Anh và hãy share video nếu như mà bạn thấy nó có ích cho bạn và những người bạn của bạn. Cảm ơn các bạn nhiều nha.